Xin kính chào các bạn. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập về hiển thị trong phần mềm Ecotech Analyst 2011. Việc thiết lập các hiển thị sẽ giúp cho các bạn có các giao diện làm việc thân thiện và dễ dùng với các bạn hơn. Để thiết lập về hiển thị, các bạn sẽ vào Display. Ở đây các bạn sẽ có các chế độ hiển thị như là Model, Shadow, Surface Normal hay Raw Sketch. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn Shadow, phím Tab là F10. Ngay lập tức hệ thống bóng đổ sẽ được thiết lập. Ngoài ra các bạn có thể vào biểu tượng hình con mắt này và vào Visualization Setting để thiết lập về nâng cao. Đầu tiên các bạn sẽ thiết lập các màu sắc của foreground. Ở đây nó sẽ chọn màu đen. Hay background nó sẽ chọn màu trắng như là mặc định. Tiếp theo các bạn có thể kích vào Default OpenGL Set để chọn loại nét cho các bạn. Như ở đây mình sẽ chọn Pencil Sketch, nó sẽ như cái nét như thế này. Hay là Fuzzy Sketch, cái nét rung hơn. Ngoài ra các bạn có thể chọn là Light Background hay là Dark Background. Ví dụ như đây mình chọn Dark Background, chúng ta sẽ có cái hệ thống khung nhìn tối như thế này. Đấy. Tiếp theo, các chế độ hiển thị về Surface Display, tức là hiển thị về mặt phẳng. Các bạn có muốn hiển thị nó không thì có thể tích chọn hay bỏ chọn cái này. Nếu bỏ chọn chúng ta sẽ hiển thị dưới dạng khung dây. Màu sắc của mặt phẳng các bạn có thể chọn theo background hoặc foreground, màu sắc của vật liệu hay là màu sắc của zone. Đấy. Đây mình sẽ chọn màu sắc của vật liệu. Tiếp theo, hiển thị về outline display, tức là hiển thị về đường nét, các bạn cũng tùy chọn có hiển thị nó không. Chọn màu sắc nào, background, foreground hay là vật liệu cũng như là zone. Ở đây mình sẽ chọn foreground màu đen. Tiếp theo, chế độ Sketch Nets các bạn sẽ thiết lập. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn chế độ kích chọn Sketch Line. Lập tức nó sẽ có nét rung như này. Và các bạn có thể chọn độ rung cho nó, ví dụ như lên 100 chẳng hạn, Enter. Nó sẽ rung nhiều hơn. Đấy, ở đây mình sẽ không chọn nó. Tiếp theo các bạn có thể chọn chế độ trong suốt. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn Make Sunset Run. Nó sẽ trong suốt như thế này. Và các bạn có thể tùy chỉnh mức độ trong suốt cho nó. Đấy, như thế này. Đấy. Mục Fog Display các bạn có chế độ hiển thị sương mù hay không? Đấy. Sương mù chúng ta sẽ hiện chế độ hiển thị sương mù. Và các bạn có thể tăng cái mức độ sương mù ở đây, các bạn có thể thấy. Đấy. Cái này thì sẽ rất là ít dùng. Section Plane là có chế độ mặt cắt, các bạn có thể thấy chúng ta có các mặt cắt đây. Đấy. Và các bạn có thể chọn các loại mặt cắt ở đây. Đấy. Ngoài ra có các thiết lập về cái hiệu ứng hiển thị cái sự che phủ cũng như là các thiết lập về camera. Đấy. Thì cái này thì các bạn có thể không cần quan tâm và các bạn mình có thể giới thiệu trong các clip lần sau. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể có những cái chế độ thiết lập về hiển thị giúp các bạn có cái giao diện làm việc thân thiện và dễ dùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.